Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Nhà Huyền. Hôm nay Bếp Nhà Huyền xin chia sẻ với các bạn cách làm món bánh rán mặn nhân thịt. Bánh rán mặn nhân thịt ăn giòn ngon và rất hợp với thời tiết mát mẻ hoặc là cái thời tiết se lạnh của mùa đông, ăn rất là ngon ạ. Và nguyên liệu để làm bánh rán mặn nhân thịt hôm nay là cho từ 60 đến 70 chiếc. Các bạn cần chuẩn bị về phần vỏ bánh gồm có bột gạo nếp 400g, bột gạo tẻ 100g và khoai lang 100g. Nhân bánh gồm có thịt lợn xay 150g, miến 50g, mộc nhĩ nấm hương 10g, dưa chuột 100g và cà rốt 100g. Gia vị gồm tiêu, đường, mắm, mì chính và dầu ăn. Đầu tiên, phần bột các bạn sẽ cho thêm nước vào nhào đến khi mà được một khối bột mịn. Khoai lang các bạn sẽ cho vào ngấp hấp chín, nghiền mịn và cho vào trộn cùng bột. Các bạn nhào trộn đến khi mà bột được một khối dẻo mịn thì các bạn sẽ cho vào một cái khăn ẩm. Các bạn ủ bột từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Hoặc các bạn có thể cho vào một cái bát và phin ni lông lên trên. Chúng ta sẽ ủ. Phần nhân gồm có thịt xay và mộc nhĩ nấm hương ngâm thái nhỏ, các bạn sẽ cho vào đảo. Khi đảo các bạn sẽ cho gia vị gồm mắm, muối, mì chính, tiêu. Các bạn nêm vừa ăn và các bạn đảo chín. Sau đó thì phần miến ngâm nở và thái nhỏ các bạn sẽ cho vào đảo đều. Phần miến các bạn không nên đảo chín nhá, như thế nó sẽ nát. Dưa chuột, cà rốt thì các bạn sẽ thái miếng mỏng vừa ăn và chúng ta sẽ pha nước chấm chua ngọt. Công thức như là nước chấm nộ, nước pha nộ. Các bạn cho tỏi ớt băm vào và chúng ta trộn đều với dưa chuột, cà rốt và múc ra bát để riêng. Để lát nữa chúng ta sẽ chấm bánh rán. Bột sau khi đã ủ đủ tiếng rồi thì các bạn sẽ cho ra chia thành viên vừa ăn tùy vào sở thích của các bạn. Các bạn sẽ ấn dẹt cho nhân vào và vê tròn. Sau đó thì chúng ta sẽ nặn cho miếng cho cái bánh nó hơi thuôn dài một chút giống như là quả trứng ấy ạ. Bánh này khi các bạn cho vào các bạn rán thì nó sẽ còn nở ra nên là các bạn không nên là làm to quá. Chiều dài bánh chỉ khoảng 2 đốt ngón tay thôi ạ. Các bạn cứ làm cho đến khi mà hết phần bánh. Các bạn có thể để không hoặc là có thể lăn qua vừng cũng được. Lăn qua vừng thì sẽ giúp cho bánh khi mà rán sẽ đỡ bị dính vào nhau hơn. Rán thì dễ hơn thôi. Sau khi mà đã nặn hết phần bánh rồi thì các bạn sẽ cho vào chảo ngập dầu. Và nhớ là dầu chúng ta chỉ nên để nóng khoảng 80 độ thôi, chưa sôi các bạn nhé. Các bạn sẽ thả bánh vào và chúng ta để nhỏ lửa.
Các bạn để cho bánh tự nổi. Khi mà bánh nổi giống như là chúng ta làm bánh trôi ấy. Khi bánh nổi hết thì các bạn sẽ để lửa to lên. Bánh nổi hết chúng ta sẽ cho lửa to lên, nhưng mà chỉ để lửa vừa thôi, chứ không nên để lửa to quá mà sẽ làm cho bánh bị cháy. Đây, các bạn thấy là khi mà bánh đã nổi hết lên rồi thì bây giờ các bạn bắt đầu xoay xoay để cho bánh nó được vàng đều. Chúng ta dùng đũa chúng ta xoay bánh. Nhìn rất là xinh đúng không ạ? Khi mà bánh đã vàng đều các mặt rồi thì các bạn sẽ dùng cái muôi thủng hoặc là cái vợt, các bạn vớt bánh ra. Và nếu mà làm mẻ xong thì các bạn nhớ là chúng ta vớt bỏ hết các cái vừng còn sót lại và để tắt bếp đi, để dầu nguội bớt rồi thì các bạn mới cho tiếp vào nhé. Bánh này ăn ngon nhất là ăn khi mà vẫn còn ấm nóng. Chúng ta sẽ ăn kèm với lại nước chấm chua ngọt. Có dưa góp, gồm có dưa chuột và cà rốt. Để bánh cho nó ráo bớt dầu thì các bạn sẽ xếp ra đĩa và chúng ta ăn nóng. Thành phẩm là bánh nở tròn, vàng đều và ăn thì rất là giòn, ngon, nhân vừa ăn. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ bấm like, chia sẻ video, đăng ký kênh. Và có vấn đề gì thì các bạn nhớ để lại comment cho bếp nhà Huyền nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.